Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục quay về chủ đề keo dán nhựa BE. Thì đây trước mắt mình là hai loại keo dán nhựa này. Đó, màu xanh và màu trắng. Thì cái loại bột nhựa BE này thì để dán các loại bồn nhựa bị lứt này, thùng nhựa BE này. Nói chung là chuyên về nhựa, hàn một cái gì đó mà nó có thể là nó bị lứt ra, bị lủng. Thì sử dụng cái loại keo này. Sử dụng loại keo này để hàn lại. Để hàn lại. Nhưng mà sử dụng cái loại này là các bạn phải kết hợp mỏ hàn nhé. Đó, mỏ hàn. Thì công suất của nó ít nhất là phải 100W trở lên. 100W trở lên thì ta sử dụng mỏ hàn 100W trở lên, 150W hoặc 200W. Tầm đó thì nó mới có thể đủ nhiệt độ để chảy cái loại nhựa ra và xử lý được cái keo nhựa BE này. Nhiệt độ nóng này cần tương đối ổn định. Thì bây giờ ta sẽ bắt đầu hàn cái bồn nhựa này cho các bạn xem. Bồn nhựa này đây nó đang bị lứt. Thì ta sẽ hàn lại. Và bây giờ tôi sẽ hàn lại cho các bạn xem. Trước mắt là hàn bên ngoài thì sử dụng nguyên lại keo sợi nhựa màu xanh nhá. Bồn nhựa màu xanh BE. Và các bạn có nhu cầu thì mua bột nhựa BE thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại 0935 50 233, ship tận nhà cho quý khách. Rồi bây giờ ta tiến hành xử lý cái đường nứt ở bồn. Để làm thì lúc nãy là mình đã tạo ra thành cái khe nứt rồi. Xong rồi bắt đầu chát bột vô. Các biết tại sao mà có thấy cái lỗ phồng phồng nào? Tại vì bên trong hơi nó ngấm vào đó. Khi là nhựa nó chưa khô nó có thể bị xì ra. Để khắc phục cái cách trạng này, ta lấy ngón tay ít vô đó. Không lấy ngón tay thì là lấy rẻ. Các bạn thấy không? Loại bột này thì nhựa nguyên chất, được nhập từ Cộng hòa nước Ấn Độ, là nhựa trắng, nên gọi là các bạn nào ở xa ấy, không kêu được thợ hàn bồn thì mua cái loại bột nhựa này với sắm mỏ hàn này để hàn làm một cách hợp lý nhất. Vâng, các bạn thấy không? Ngoài trời đổ cơn mưa nhưng mà chúng tôi vẫn làm clip. Các bạn thấy hay thì hãy xúc kênh cho mình để mình hoàn thành nốt mặc kệ trời đổ mưa. Đây là một đường nứt là đã mài đây này, trước khi hàn là phải mài nhám sạch nha. Còn bạn nào muốn làm thợ hàn bồn lốt chuyên nghiệp ấy, xin hãy liên hệ mình. Mình sẽ đào tạo cho các bạn một cách thật bài bản. Sau vài tháng có thể ra được làm cái bồn nhựa này. Với giá học phí rất rẻ. Bởi vì học trò quá tâm. Cái này mình không sử dụng cái loại mà khoan bắt lỗ nha. Khoan bắt lỗ thì thực ra là
cái loại đấy làm chơi thôi, chứ không có chuyên nghiệp. Các bạn thấy người ta lấy cái vít khoan khoan ra bắt đầu lấy dây kẽm buộc không? Các bạn làm thử đi. Các bạn làm xong là các bạn chỉ bỏ đi mua bồn mới thôi. Bạn phải gọi. Trời đổ mưa rồi. Mua bên này đi em. Bên này nữa cho nó. Đó các bạn nhìn thấy không? Hứa nhưng ta không ngần ngại. Vì cuộc đời này rất cần những người thợ như chúng ta. Nhà thấy giống à... ông Tân à? Vừa làm vừa văn thơ lai lá. Thì sư. Người thợ từ đâu? Người thợ từ đâu chán. Các bạn ạ, muốn cho nó bền tốt thì hai bề mặt bồn nhựa và bề mặt bột đấy thì nó phải lóng chảy như nhau, nó phải cùng nhiệt độ với nhau thì đến lúc cái nhựa mới bám vào được. Quan trọng là mấy cái đường viền là phải hàn thật kỹ, hàn thật kỹ. Các bạn thấy không, thợ hàn tôi tay uyển chuyển, tôi phục vụ từng động tác. Và bây giờ ta tiếp tục hàn bên trong của thân bồn nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy lúc mình đã mài ra rồi. Bây giờ mình hàn tiếp tục hàn quét ra để hàn. Đây là nhựa BE trắng. Như sẽ bằng mô trắng toát. Đây tôi sẽ cho công suất lớn để ta một phát là hết luôn. Các bạn thấy không? Bạn cũng có thể tự làm thợ nếu như mà bạn có đầy đủ đồ nghề như chúng tôi. Thank you.
Rồi. Như vậy là ta đã hoàn thành. Đấy, các bạn có nhu cầu cần tư vấn liên quan đến bồn nước thì hàng bồn nước hãy liên hệ chúng tôi ở trang web hanbonnuoc.com. Như vậy là đã hoàn thành. Xin chào các bạn. Và đã bắt đầu đi ra. Rồi.